Chào mừng năm trăm tỷ anh em đã quay trở lại. Mình thì là Cắm Lợn, ăn hại thì vẫn như mọi khi. Ở đây là chiếc Galaxy Note 10. Có lẽ năm nay mình sẽ để một chút tiền để mua chiếc Galaxy Note 10 này làm chiếc smartphone sử dụng chính. Mình thì mình thích Android thuần Google, thích hơn so với cái giao diện của Samsung. Nhưng mà thực sự chiếc Note 10 hôm nay khá là ngon. Và hôm nay mình sẽ kể ra cho các bạn 10 điều khiến mình thích chiếc Galaxy Note 10 này so với flagship của các hãng khác. Chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Điều đầu tiên khiến mình thích chiếc smartphone này đương nhiên bởi vì nó là một chiếc Galaxy Note. Nó có cái mình cần, cái giao diện One UI thì cực kỳ ngon. Thực sự thì những năm trước mình không khoái lắm giao diện TouchWiz của Grace UX, thì One UI đây được khá rất là nhiều. Và chưa kể những tính năng mà chiếc Galaxy Note đã đem lại thì chúng ta có rất nhiều thứ. Ví dụ như các bạn có thể chia đôi màn hình tiện lợi này, các bạn có thể cắm vào máy tính sử dụng như Samsung DeX này, các bạn có thể nhận diện được chữ viết tay thành chữ văn bản, vân vân mây. Thì những cái nhỏ nhỏ đó, những cái tính năng của Galaxy Note đó đã làm cho mình thích chiếc smartphone này khi so với smartphone hãng khác. Điều thứ hai khiến mình thích chiếc Galaxy Note 10 này có lẽ nó sẽ đến từ cái S Pen. Thì rất nhiều flagship của hãng khác rất là tuyệt vời, tính năng ABC, GZ, màn hình to, cấu hình mạnh, vân vân mây mây. Nhưng có một thứ họ không có, đó là Galaxy Note thì có S Pen. S Pen hôm nay của Note 10 thì các bạn đã biết rồi, có năng điều khiển từ xa, không những điều khiển từ xa như Note 9 mà còn kiểu vung vẩy cái đũa thần, abdacadabra các thứ khá là xịn sò. Và cái bút này giống như con trỏ chuột vậy, mình có thể tô đậm văn bản, copy paste các thứ, nó cực kỳ tiện. Và đó là lý do thứ hai khiến mình thích Galaxy Note 10. Lý do thứ ba nó đến từ cái thiết kế. Flagship thì càng ngày càng to, điện thoại càng ngày càng khổng lồ. Thì rất may mắn ở đây Galaxy Note 10 chúng ta có cái màn hình gọi là tràn viền, với chỉ nó ruồi nho nhỏ xinh xinh thôi. Và cái màn hình này nó to nhưng nó giữ cái thân máy rất là nhỏ. Thì đó là điều thứ ba khiến mình thích Galaxy Note 10. Còn điều thứ tư á, điều thứ tư như các bạn nhìn thấy, đây là màu Aura Pink, màu hồng. Thì điều thứ tư đó là chiếc máy này có rất nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta có các loại màu sắc của cầu vồng, không biết Việt Nam sẽ bán chính hãng những màu nào. Hiện tại mặc dù mình là một người rất là manly và nam tính, nhưng mà mình rất là thích chiếc Galaxy Note 10 phiên bản màu hồng này. Thì đó là điều thứ ba, màu sắc. Điều thứ tư thì đó là về camera. Nhiều bạn nói rằng là ui dồi, camera của Note 10 thì khác gì camera của S10 Plus, vẫn có góc rộng, vẫn có zoom, rồi vẫn camera thường. Nhưng mà Note 10 thì chúng ta có camera góc rộng với khả năng chỉnh sửa méo khá là tốt. Và cái giải nhạy sáng của Galaxy Note 10 thực sự rất là tốt. Chúng ta có thể sử dụng cả camera chính, camera zoom hay là camera góc rộng, thì đều có thể kéo lại vùng sáng và nâng cái chi tiết vùng tối lên. Thì mình thấy camera chiếc máy này thì rất xứng đáng với danh hiệu flagship. Đương nhiên nếu mà đem ra so như kiểu là Google Pixel hay là mấy tại Huawei thì mình không nói làm gì, bởi vì những camera đó họ làm ra chỉ mạnh một vấn đề thôi. Galaxy Note 10 có lẽ không phải là tốt nhất, nhưng mà camera của nó cũng rất là xuất sắc. Tiếp theo điều thứ năm đó là về màn hình. Cũng có khá nhiều bạn bảo mình rằng ui giời ơi, Note 10 màn hình có Full HD, làm sao mà đọ được cả Note 9, làm sao đọ ở Note 10 Plus. Nhưng mà Note 10 nó có cái hay của nó, bởi vì kích thước màn hình không quá lớn và cái độ dày của pixel vẫn khá là cao. Tấm nền Full HD đối với mình đó không phải là vấn đề, chúng ta vẫn có thừa độ sắc nét. Chưa kể đây là tấm nền AMOLED, độ sáng cao, góc nhìn tốt và màu sắc sặc sỡ. Thì mình thích một cái màn hình như vậy, không những nó tiết kiệm pin cho chúng ta mà nó vẫn có khả năng hiển thị rất là đẹp. Thêm vào đó là nó nhỏ gọn, nằm vừa trong lòng bàn tay. Điểm mình yêu thích tiếp theo của chiếc máy này đó là chúng ta có loa stereo. Cái lúc mà mình làm video trên tay chiếc máy này thì mình cứ đoán rằng cái chấm ở trên này nó là micro phụ, nhưng mà không, micro phụ nó nằm ở lệch lệch ở một bên. Cái chấm to này nó chính là cái loa. Thì chúng ta có loa ở dưới và loa ở trên. Và Note 10 có chất lượng âm thanh rất tốt. Có thể nói là một trong những chiếc smartphone có cái loa ngoài tốt nhất trong năm nay. Thì mình rất là khoái cái loa này. Một cái điều mà chiếc OnePlus 6 mình không làm được, đó loa của OnePlus 6 khá là tệ. Thì loa chiếc máy này to, rõ ràng và đúng hai kênh stereo. Có lẽ điều thứ 6 nhỉ. Cô giáo dạy toán của mình ngày xưa thì ngã cây, thế là mình học toán không tốt cho lắm. Nhưng mà mình đoán rằng đây là điều thứ 6, đó là về thời lượng pin. Thời lượng pin thì có con số là 3500 mAh. Nhưng mà với cái màn hình này nó nhỏ hơn về độ phân giải Full HD thì mình thấy thời lượng pin rất là tốt, không phải là tốt nhất bởi vì flagship bây giờ rất nhiều máy có 4000 rồi. Và con số 3500 này đối với mình là khá đủ, không bao giờ phải sạc lần thứ hai trong một ngày. Thì đó là điểm tiếp theo mình thích về chiếc Note 10, thời lượng pin. Điều thứ 7 mà mình thích đó là về tốc độ. Lại một lần nữa, thực sự mà nói cảm giác của mình về chiếc Galaxy Note 10 hôm nay thì nó không phải là chiếc smartphone làm một điều gì đó tốt nhất, nhưng mà có lẽ nó sẽ là smartphone hoàn hảo nhất với tất cả mọi thứ. Dường như cái gì người dùng cần là nốt 10 có. Thì như mọi năm chúng ta có Galaxy S và Galaxy Note trong cùng một năm, thì Galaxy Note thường dùng chung chip với cả Galaxy S, nhưng mà năm nay Samsung cho chúng ta con chip 9825 và như Samsung nói là mạnh hơn 20% khi mà so với Galaxy S, hay là chính xác là so với chip đời trước. Thì mình thấy cũng con số này khá là chuẩn, dùng nhanh, mượt mà, và có vẻ đến thời điểm hiện tại thì mình chưa gặp phải tình huống nào ứng dụng bị crash hay là văng ra ngoài cả. Mặc dù mình thấy rằng cái ứng dụng Facebook là cái ứng dụng thiếu ổn định nhất, nhiều khi nó vẫn cứ kiểu cà giật cái gì, nhưng mà mình tạm thời cảm thấy rằng cái máy này khá là mượt mà và tất cả game đều có thể chơi một cách mượt mà. Không biết bây giờ điểm thứ mấy nhỉ, hình như là điểm thứ 8 mình thích một chiếc smartphone này, đó là khả năng kháng nước, kháng bụi. Lại là một điều mà chiếc smartphone mình đang dùng hàng ngày, đó chiếc OnePlus 6 không có. Một chiếc máy mà tốt về cái này thì khả năng cao sẽ là mất về cái kia, nhưng mà Note 10 thì không. Samsung nhất quyết là không bỏ đi bất kỳ một cái gì, và Note 10 vẫn có khả năng kháng nước kháng bụi, rất là yên tâm. Anh em đi biển này, lặn nước các thứ, săn tìm sinh vật dưới đáy biển rất là tẹt cái chiếc máy này, và chẳng may đổ cà phê vào cũng không sao cả. Thì đó là một điểm tiếp theo mình thích về Galaxy Note 10. Một điều nữa mà theo như mình thấy là điểm mạnh đi, không phải là chỉ riêng Galaxy Note 10 có, nhưng mà việc Samsung luôn luôn giữ cái này trong những năm gần đây, đó là sử dụng được 2 SIM trên Galaxy Note 10. Thì mình rất là thoải mái, mình có thể dùng một SIM để làm data, lướt web, 4G giá rẻ, một SIM còn lại dùng liên hệ chính. Thế đây điểm thứ 9 mình thích. Và cuối cùng điểm thứ 10, điểm mà quyết định khiến mình bỏ tiền ra mua cái Galaxy Note 10. Đương nhiên mình mua thì mình sẽ mua phiên bản màu trắng sứ hoặc là màu Aura Glow. Mình không phải là fan của màu hồng này lắm. Thì điểm thứ 10, điểm quan trọng nhất, đó là mức giá. Galaxy Note 10 thì theo như mình thấy link của Hoàng Hà Mobile bên dưới đang để là khoảng tầm 21-22 triệu gì đó. Thì như thế, và nếu các bạn mua thì có thể để trừ phiếu mua hàng thẳng vào giá này, rồi trừ quà tặng hơn với mây này, còn khoảng tầm 18 triệu mấy thôi, giá rất là thơm. Thì đó là 10 điểm khiến mình thích chiếc Galaxy Note 10 năm nay. Và các bạn thấy thế nào? Anh em thích cái gì về Galaxy Note 10, và liệu các bạn mà chẳng may vấp phải cục tiền 20 củ ấy thì có mua một chiếc hay không? Cho mình biết ở phần bình luận bên dưới, và nếu mua Galaxy Note 10 đến Hoàng Hà Mobile, link dưới phần mô tả video. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Peace!